Đi vào cho ông ăn đi. Vâng ạ, em bảo ông cho ông ăn đi ạ. Ông nội thằng Ngao ơi, dậy ăn sáng, con mua phở cho ông đây. Ông ơi, dậy ăn nào. Con mua phở về đây này. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, anh ơi. Ôi dồi, cái gì, cái gì, sao? Ôi, ông đi đâu rồi? Ruộng không nhà trống, không thấy ông đâu cả. Tìm. Đâu? Trong nhà vệ sinh không có. Gara cũng không thấy có xe ba bánh của ông đâu cả. Gara nhà không có à? Không. Không thấy xe à? Ừ. Thế thì ông đi rồi. Ông đi rồi à? Ừ. À, ông đi rồi à? Ôi trời ơi. Ông thật lắm. Ông nổi thằng Ngao ơi. Bố ơi. Bố đi mà bố chưa ăn mở. Bố nói mà bố đã đi rồi à bố ơi. Ông đi mà ông không biết gì chung cho các con thì các con biết được nào. Mà ông không ăn phở thì ông nói ông chịu thế nào ông ơi. Thôi à. Làm cái gì mà cứ như là cha chết thế hả? Cha chết thì cha khóc à. Cha chết thì phải khóc rồi ông ơi nào ông ơi. Đã bảo thôi không ạ. Ai bảo bà là ông chết? Anh bảo ông đi rồi. Tôi bảo ông đi có nghĩa là ông đi lượn, ông đi chơi ở trong làng chứ không phải ông chết, hiểu chưa? Mà em giữ ông đi là ông toát, biết đâu là ông đi té. Ông cứ chu chu cái mỏ lên. Chứ tôi phải đi tìm ông ngay. Chứ là sao nữa, đi lên xe đi tìm nhanh nhanh. Đi mà lại ốm liệt giường mà lại đi cái xe thế thì ngã xuống ảo xuống hồ thì làm sao? Alo, ông à, con ơi. Anh ngán đi hử? Này, có bận không? Ông lại khoe chứ gì. Ồ, sao anh biết? Ôi giời ơi, nhìn cái kiểu ông đi, không sớm thì muộn cũng khỏe. Ừ, ra cứu bố, ra cứu bố, nhanh lên. Thế ông khỏe ở đâu? Thì đây đó, ở cái cánh đồng dọc ấy, cánh đồng dọc gần cái ruộng nhà mình đấy. Trời ơi, rồi ông chờ đấy. Nhớ nhanh nhá, hai chồng nhanh ra cứu bố nhá. Bố nằm nghỉ đợi chúng mày nhá. Em Ngẩm ơi. Dạ. Ông rơi xuống ruộng cấp cứu, ông rơi xuống ruộng rồi, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, bố ơi, sao lại thế này hả bố ơi? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đỡ, đỡ cái chân, đỡ cái chân. Bố đi, chết quần trái bén đi. Ôi trời ơi. Đỡ cái chân dậy, đỡ cái chân, kéo cái chân này ra. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bố ơi. Thì nó to như thế này, như con trống vòng ấy. Mà bố thì như chạy mẹ đi, bố đi làm sao nữa mà. Cầm Linh trực tự. Vâng ạ. Đỡ bố một chân đậy. Vâng ạ. Ôi trời ơi bố ơi. Bố dậy đi. Vẫn thống, vẫn thống, vẫn thống. Ôi trời ơi, mừng quá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, trời mừng quá, bố tôi vẫn còn sống. Thế làm sao lại thế? Anh chị ngăn ngẩm ra rồi à? Vâng, đây con đây. Tôi nằm đợi lâu quá, ngủ một giấc. Ôi trời ơi. Thế bố đi đâu mà lại lang thang phiêu bạt xuống cái ruộng này để ngã thế? Sợ quá. Bố xem chân tay có bị làm sao không? Chân nào có làm sao không? Hai đầu gối thì vẫn còn. Vâng ạ. Xem gáo. Không, đầu vẫn cắm ở cổ. À, đội mũ rồi. Nên cổ làm đôi. Ôi lại Phật. Ôi trời ơi, bố rồi không sao lại Phật ạ. May quá. Này này, như nào? Hai vợ chồng đợt này nhớ đưa tôi đi khám nhá. Khám cái gì? Vẫn còn nguyên tất cả nhanh nặng đi. Khám cái mắt này này. Chứ mắt bố làm sao? Mắt dạo này kém quá. Thế à, toàn cảnh thì nó rất rõ nét. Vâng. Nhưng mà khi zoom vào gần thì hình nó nhòe. Thế à, bố xòe đấy. Ôi trời ơi. Thế bố zoom vào đâu mà bị xòe? Tao zoom vào hai cái đốm đen kia kìa. Định xem là con cái nhà ai. Thế
vừa zoom tới gần, cách khoảng 10 phân thì hình nó nhòe. Thế nào bỗng đâu xe nó đè. Hả? Đốm đen gì hả? Ôi bố chỉ chết thì gãi thôi. Bố có biết hai cái đốm đen kia kìa là mông của mẹ con nhà chị My, có họ với nhà mình ấy. Ôi, thôi đúng rồi. Thôi thôi, nếu có họ thì từ giờ tao không zoom nữa nhá. Thì đi về nhá. Thôi thôi, tao chỉ cần nhờ vợ chồng mày bích cho tao cái xe lên đường, xong tao lại đi tiếp. Ôi trời ơi, nhưng mà có chắc chắn đi được không? Vẫn đi tốt. Thế có gì lại alo nhá. Rồi, rồi. Thòe tiếp thì alo. Bách.